là nhà tấm nhà. Là con có gì bạn lấy ra cái gì nha. Hỏi nhà gái, xin mời cô dâu hãy bước vào trong. Cô dâu trước để bước vào trong. Ở dính gì vậy? Để ai? Dính phẩm. Rồi, chị ra. Hai cây xanh, hai cây xanh. Ê, cái quyền đó. Ừ. Để trả chứ.